Tối ngày 22 tháng 12 năm 2023, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2023. Chương trình văn nghệ được diễn ra trong không khí sôi nổi ấm áp với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, ca ngợi truyền thống anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, gợi nhắc tới cho chúng ta những hình tượng cao đẹp của Tổ quốc, của người lính, của những ký ức gian khổ nhưng hào hùng của một thời kháng chiến cứu nước qua những ca khúc như Những Nẻo Đường Phù Sa, Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, Những Ánh Sao Đêm, Tình Ca Mùa Xuân, Gặp Nhau Giữa Rừng Mơ, Một Dòng Việt Nam, Trở Về Dòng Sông Tuổi Thơ, Ước Mơ Người Chiến Sĩ. Chương trình văn nghệ đã góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân dân, phát huy phẩm chất tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ, xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, động viên cán bộ chiến sĩ khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời góp phần tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ hôm nay về tình yêu quê hương đất nước.